Em giới thiệu cả nhà con máy rửa bát TR6. Tại sao các bác thấy bên em lên sóng clip máy rửa bát rất là nhiều? Bên em chuyên về máy rửa bát Nhật nội địa. Đủ các mẫu mã cho các bác, từ những cái dòng rẻ tiền nhất cho đến những cái dòng đắt tiền nhất của các cái dòng máy Nhật nội địa, chủ yếu là Panasonic là chủ yếu rất là nhiều các bác nhé. Bây giờ thì máy rửa bát nó khá là rẻ, cho nên là nó không còn là một cái gì nó ghê gớm như ngày xưa nữa. Nhất là khi mà máy rửa bát nội địa Nhật nó ra hàng bãi nó về nhiều thì rất là rẻ. Các bác cứ mạnh dạn mua cho gia đình, như mình dùng thử một chiếc, các bác sẽ thấy mê. Và tại sao tiếc rằng là không mua máy rửa bát sớm để đến bây giờ mới mua, để bao nhiêu năm nay phải lãng phí rửa tay mà nó không sạch. Cái ưu điểm của máy rửa bát Nhật thì nói với các bác là nó không cần phải dùng hóa chất tẩy rửa mà nó vẫn rửa bình thường. Đấy, nó không như các cái dòng máy châu Âu hay là các nước khác mà các bác mua dùng mà nó không có hóa chất rửa các bác, nào là nước làm bóng này, muối này, rồi là bột rửa này, mà không có ba cái đấy là máy nó không hoạt động. Nhưng đối với anh Nhật này, các bác rất là tiết kiệm, mình không cần phải cho cái gì vào cả. Các bác nhá, rửa hoàn toàn bằng nước nóng, máy tự đun, có máy xoay tự đun với nước nóng 80 độ C, rất là sạch. Đấy, không cần phải dùng bất kể một hóa chất gì gây độc hại cho sức khỏe là đầu tiên. Thứ hai là tốn tiền mua ba cái món đấy không hề rẻ đâu ạ. Đấy, dùng cho máy rửa bát không hề rẻ những cái đồ đấy nhé. Cho nên các bác cứ rửa cho bằng nước nóng bình thường, vừa bảo vệ môi trường, vừa sạch sẽ, an toàn cho sức khỏe. Đấy, không tội gì mình dùng hóa chất cả. Đối với máy rửa bát Nhật nó rất là ưu việt là như vậy. Và một cái thứ hai nữa, tại sao mà nhiều bác chọn máy rửa bát Nhật? Đấy, thứ nhất là nó không phải dùng chất tẩy rửa rồi. Thứ hai là nhiều bác dùng máy rửa bát Nhật nó rất là vừa với cái bữa cơm của người Việt mình. Đối với gia đình 4 đến 6 người thì cái máy Nhật này nó là xếp 6 bộ bát đũa dành cho gia đình 6 người ăn. Nó tiêu chuẩn, có thể xếp cố lên tầm 7 8 người. Đấy, còn 4 người thì nó là dư giả thoải mái rồi. Máy xếp có các cái ngạnh xếp bát con phù hợp với người châu Á, vì máy Nhật họ ăn cơm, ăn bát con, còn châu Âu thì họ không ăn bát con. Rồi là nhiều bác ham các cái máy rửa bát châu Âu nó to gấp đôi. Đấy, tức là bằng gần bằng hai cái con này em chồng lên nhau luôn. Đấy. Gấp rưỡi, phải nói gấp rưỡi. Rửa xong thì, nhưng mà sau khi đó thì nhà mình rất là ít người đúng không ạ? Rửa thì ăn cơm xong ít bát đũa quá, xếp vào đây nó rộng, nó rộng quá mà các bác, xếp vào đây nó thừa nhiều quá, bắt đầu mình tiếc. Ôi rồi bảo sao có mấy cái bát này bây giờ bấm một cái máy nó chạy như thế, thôi lãng phí điện nước quá. Thế là thôi không rửa nữa, thành hóa ra lại vẫn rửa tay. Mà thực ra các bác, cái người Nhật ấy họ không làm rửa xoong đâu, vì cái xoong của mình ấy, người châu Á ăn chiên rán rất là nhiều, cái bề cái thành của các cái mặt thành của xoong chảo nó cháy, nó khi các bác rửa cái nước nóng nó phun bằng cái tay xong này là nước nóng nhé, nó ra các cái mùn của cái cháy rửa nó bám bề mặt bát rất là bẩn. Đấy. Còn châu Âu ấy họ không ăn chiên rán nhiều, các nồi niêu của nó nói chung là khá sạch, cái tiêu chuẩn của họ nó khác, nó phù hợp. Đấy là những cái tại sao mà người Nhật họ không sản xuất một cái máy nào thiết kế để rửa xoong kết hợp với cả rửa bát. Đây là cái máy to nhất của người Nhật rồi ạ. Đấy. Một con TR6 các bác nhá, trình bày hơi nhiều. TR6. Đấy. Công nghệ Econavi tiết kiệm điện, mỗi một lần rửa các bác chỉ rửa hết nửa số điện và 11 lít nước thôi, siêu tiết kiệm, còn tiết kiệm hơn cả các bác rửa tay nhá. Thời gian sấy 30 phút này, kèm theo chức năng giữ khô bát đũa. Vào ngày nồm mình muốn bát đũa của mình khô suốt ngày thì các bác bấm chức năng này, thỉnh thoảng nó đốt nóng. Đấy, còn bình thường thì các bác để sấy không thôi nhá. Đấy, sấy này thôi. Em để chế độ rửa tiêu chuẩn cho các bác và thầy nước nóng 80 độ C. Có 5 chế độ rửa tất cả. Rửa với nước nguội này, nhiệt độ thấp, gọi là nhiệt độ thấp. Rửa mạnh, rửa nhanh và một cái chức năng gọi là vệ sinh máy. Và có chức năng là sấy riêng biệt không rửa. Chỉ sấy thôi nhá. Nếu các bác mà bát đũa mà ẩm ướt mình muốn sấy thì mình sấy, chỉ sấy thôi. Còn mình chọn thời gian 30, 45, 60. Được chưa? Đấy, rất là dễ thao tác đấy. Bật nguồn và bấm nút vàng này rửa, rất là dễ dùng. Một con TR6 sản xuất năm 2013 của Nhật nội địa. Bên Nhật họ ít dùng lắm ạ, họ chỉ dùng một chút xíu thôi. Cho nên là các bác về chất lượng không phải lo nhé, 2013. Series 1748. Tất cả các máy Nhật này em bán đều bảo hành cho các bác 1 năm. Tuy nhiên các bác nào muốn bảo hành 3 năm, bảo hành hơn cả hãng luôn, thì em lấy thêm 500.000 em bảo hành cho các bác 3 năm tất cả các lỗi.
Vì các bác nhìn nhà em máy nó bạt ngàn nhé, nó không thiếu gì máy cả, linh kiện em không thiếu một cái gì. Cái kinh nghiệm em làm hàng gần chục năm cái máy rửa bát này rồi, cho nên là không có cái vấn đề gì về máy rửa bát em phải ngại cả. Nó rất là dễ, hướng dẫn cho các bác sửa từ xa. Đấy, cực đơn giản, gần như không phải thay thế gì nhé, nó chỉ là quá trình vệ sinh thôi. Nhưng các bác yên tâm, một con số 2 này như 3,5 triệu. Chưa phí vận chuyển, máy Nhật sử dụng điện 100V, thì các bác lưu ý là phải mua thêm biến áp nhé. Sử dụng điện 100V này ạ. Phí vận chuyển thì toàn quốc là 150.000, biến áp là 500. Đấy, con máy khá là đẹp. Vỏ viếc nguyên zin, còn sáng, mã số 2. Chiều cao con này là 65 phân. Đấy, mở ra để các bác nhìn thấy rằng nó đội cánh lên trên, cao 65 nhé. Mình lưu ý như vậy. Còn bác nào muốn mua 60 phân thì mình lấy sang dòng này. Dòng TM. Đấy, thì nó vừa rẻ hơn, vừa nó cao 60 thôi. Cao tổng thể lên 60 ở cánh dưới. Chức năng thì giống hệt nhau, khoang trong rửa cũng rộng rãi như nhau. Chỉ có thiết kế cái kiểu dáng nó khác một chút. Mà các bác nhìn cái này nó khoang trí thêm phần mica. Bọn này thì toàn bộ là cánh kín. Mica này thì cũng là M thôi nhá. Đây cũng là một con TMR6 nữa này, 2 triệu, mã số 29. 3,5 triệu. Ở đây cũng là một con nữa, mã số 17. Cũng 3,5 triệu các bác nhá. Rất là nhiều. Các bác đủ các mã các bác. Các bác nào chốt chiếc này thì alo cho em theo cái số điện thoại một trong hai số này nhé. Địa chỉ ở Đông Anh, Hà Nội. Chào các bác.